UOB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,5% năm 2022. Việt Nam đặt mục tiêu nâng dự trữ ngoại hối lên 16 tuần nhập khẩu. Trong quý 1 năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,4%. Báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý 1 năm 2022 được UOB phát hành ngày 6 tháng 4 cho thấy, triển vọng tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ những diễn biến xung quanh căng thẳng giữa Nga và Ukraine và đà tăng giá của các mặt hàng năng lượng. Cụ thể, với đà tăng trưởng GDP quý 1 năm 2022 và những khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt trong 3 quý còn lại, Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng GDP cả năm nay của Việt Nam sẽ ở mức 6,5%, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đặt ra. Ngoài ra, áp lực lạm phát gia tăng khiến cho lãi suất tái cấp vốn dự kiến ở mức 4% và lãi suất tái chiết khấu là 2,5%. Tại quyết định số 412 ngày 31 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030. Đáng chú ý, đề án đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng cho hệ thống ngân hàng. Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 đạt từ 11-12%, đến năm 2030 duy trì tối thiểu 12%. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản có rủi ro ở khối ngân hàng ở mức tối thiểu 9%, duy trì mức dự trữ ngoại hối tương đương với tối thiểu 16 tuần nhập khẩu. Theo cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, hiện quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt mức gần 110 tỷ đô la Mỹ, gấp 10 lần quy mô dự trữ ngoại hối năm 2010 và gấp gần 4 lần so với năm 2015 và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới theo quy mô của nền kinh tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính tới nay còn 13 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 21 trên 63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 với số vốn là 51.982,582 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phê bình các bộ cơ quan trung ương và địa phương đến nay chưa giải ngân kế hoạch vốn năm nay. Các bộ địa phương này cần nghiêm túc tự kiểm điểm, chỉ ra hạn chế bất cập, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, xem xét các tổ chức cá nhân còn trì trệ, có biện pháp xử lý phù hợp. Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 3 năm 2022 khá sôi động, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 438.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong quý 1 năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.318.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 1,6%, cùng kỳ năm 2021 tăng 2%. Theo Bộ Tài chính, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công 17 triệu đồng một tháng nếu có một người phụ thuộc hay 22 triệu đồng một tháng nếu có hai người phụ thuộc cũng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính lý giải, đợt điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết số 954 năm 2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đã góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế. Số thuế phải nộp đã giảm cho mọi đối tượng đang nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong báo cáo chiến lược đầu tư tháng 4, công ty chứng khoán Rồng Việt VDSC cho rằng triển vọng lạm phát sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi cầu tiêu dùng. Nhìn về tương lai, giá dầu thô vẫn đang neo ở mức cao trên 100 đô la Mỹ một thùng do bất ổn kéo dài từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. So với cùng kỳ, giá dầu Brent trong quý 1 năm 2022 cao hơn 60,7%, giá xăng A95 thế giới cao hơn 69,9%, còn giá xăng A95 trong nước cao hơn khoảng 47,8%. Điều này cho thấy việc tăng giá xăng dầu trong nước vẫn chưa theo kịp với đà tăng của giá xăng dầu trên thế giới. VDSC ước tính giá dầu nếu duy trì ở mức từ 130 tới 140 đô la Mỹ một thùng từ nay đến cuối năm sẽ là ngưỡng cảnh báo khiến lạm phát của Việt Nam vượt qua mức mục tiêu 4% của chính phủ. Chuyển sang một thông tin khác. Trong báo cáo mới nhất, công ty cổ phần chứng khoán BIDV BSC dự báo có hai kịch bản tăng CPI nếu giá dầu duy trì mức 100 đô la Mỹ một thùng. BSC dự báo ước tính CPI năm 2022 đạt mức 3% trong kịch bản tích cực và 4,5% trong kịch bản tiêu cực. Các giả định chính được BSC đưa ra là giá dầu duy trì tại ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng. Nếu giá dầu duy trì tại ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng do cuộc chiến Ukraine cho cả năm, thì CPI sẽ tăng đến 3,6% ở kịch bản 2 và 5,1% ở kịch bản 1. Ngoài ra, dự báo dựa trên giả định giá lợn giao dịch trong vùng từ 40.000 trong kịch bản 2 đến 80.000 trong kịch bản 1 1 kg,
giá dịch vụ y tế, giá điện gia tăng trong kịch bản tiêu cực và đi ngang trong kịch bản tích cực. Công ty nhận định việc nền kinh tế mở cửa trở lại cùng với việc giá dầu tăng mạnh sẽ khiến cho lạm phát duy trì đà tăng trong quý 2 năm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Tâm Chấn trên kênh truyền hình STTV8 VITV. Phần tiếp của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. ACV đã chuẩn bị 36.000 tỷ đồng vốn đối ứng cho dự án sân bay Long Thành. Việt Nam cán mốc 5% dân số đầu tư chứng khoán. Mục ống kính Tâm Chấn với nội dung nếu lạm phát tăng cao, nhà đầu tư có nên bán tháo cổ phiếu. Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không của Việt Nam sau đại dịch COVID-19 dự báo sẽ duy trì lại mức tăng trưởng từ 8 tới 10% một năm về hành khách và từ 10 tới 12% về hàng hóa, đồng thời nâng mức độ triển khai hiệu quả công tác giám sát an toàn an ninh đạt từ 80 tới 90%, đảm bảo năng lực điều hành bay từ 2,5 tới 3 triệu chuyến một năm. Đặc biệt, ngành hàng không sẽ nâng cao năng lực khai thác của hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc từ 91 triệu lên 180 tới 200 triệu hành khách vào năm 2025. Đối với thị trường nội địa, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8 hàng năm, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực tăng chuyến trên những đường bay du lịch. Do đó, nguồn khách du lịch sẽ đóng vai trò chủ đạo và phát triển song hành với ngành hàng không. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành cho biết, sau 2 tháng ra quân, dự án đã hình thành đại công trường nhộn nhịp, các mũi thi công được triển khai tối đa, thi công liên tục 3 ca, công tác điều hành dự án đã đi vào nề nếp. Đáng chú ý, ACV đã chuẩn bị đủ đối ứng 36.000 tỷ đồng sẵn sàng cho dự án. Năm 2022, dự kiến ACV sẽ giải ngân khoảng 8.500 tỷ đồng cho dự án thành phần 3, chủ yếu cho các gói thi công san nền từ cuối tháng 1 năm 2022, thi công nhà ga hành khách, thi công khu bay từ tháng 12 năm 2022 cũng như thiết kế kỹ thuật cho các hạng mục này. Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, mới đây về mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp ngành logistics cho thấy, trong quý 1 năm 2020, có 15% doanh nghiệp bị giảm 50% doanh thu so với năm 2019, hơn 50% doanh nghiệp giảm số lượng dịch vụ logistics trong nước và quốc tế, từ 10 tới 30% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 97% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics là vừa và nhỏ bị tác động nặng nề. Từ cuối tháng 5 năm 2020, hoạt động logistics được phục hồi theo nền kinh tế, nhưng đến nay vẫn còn 20% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics suy giảm về hoạt động. So với trước đại dịch, lượng hàng hóa vận tải qua biên giới, đặc biệt là với Trung Quốc, vẫn bị tắc nghẽn. Giữa tháng 3 năm 2022, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra, chính phủ Anh đã công bố cấm xuất khẩu các mặt hàng xa xỉ phẩm sang Nga và tăng thuế nhập khẩu lên tới 35% đối với hàng trăm mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Nga, trong đó có sản phẩm cá thịt trắng. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, năm 2021 có đến gần 60 doanh nghiệp cá tra tham gia xuất khẩu cá tra sang thị trường Anh và 2 tháng đầu năm nay cũng có gần 20 doanh nghiệp tích cực đẩy mạnh xuất cá tra sang thị trường này. Theo tính toán, sự sụt giảm lượng cá thịt trắng đột ngột của Anh có thể đẩy giá nguyên liệu thủy sản tại thị trường này tăng ít nhất từ 20 tới 30% so với trước đây. Có thể nói đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp cá tra của Việt Nam có thể nắm bắt để đẩy mạnh doanh số bán hàng ở thị trường này. Theo dữ liệu của Guangxi TWT, công ty nhập khẩu hoa quả lớn có trụ sở tại thành phố Nam Ninh của Trung Quốc, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,04 tỷ đô la Mỹ thanh long thì có đến 925,5 triệu đô la Mỹ là xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc, chiếm khoảng 89%. Trên một số website bán hàng online ở Trung Quốc, giá thanh long của Việt Nam đang dao động từ 29 nhân dân tệ đến 79 nhân dân tệ. Số liệu thống kê của Trung Quốc cũng cho thấy, riêng trong cuối năm 2021, chỉ một tỉnh Bình Thuận của Việt Nam có sản lượng tới hơn 33.000 tấn thanh long. Sản lượng thanh long của Bình Thuận trong cả năm đạt khoảng 700.000 tấn. Dự kiến đến hết năm 2022, sản lượng thanh long Trung Quốc vẫn không thể đủ đáp ứng với nhu cầu nội địa, phải dựa chủ yếu vào nhập khẩu từ Việt Nam. Trong thời gian ngắn sắp tới, giá thanh long của Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục tăng tại thị trường này.
Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bổ sung ngân sách hơn 6.200 tỷ đồng để chi hỗ trợ người dân thực sự gặp khó khăn theo Nghị định số 97 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gói hỗ trợ đợt 3. Tuy nhiên, qua rà soát danh sách đối tượng chi hỗ trợ, một số địa phương có tỷ lệ hỗ trợ chiếm tỷ trọng rất cao trên tổng dân số, ví dụ như Bình Chánh là 108%, Bình Tân 98%, Củ Chi 85%. Do đó, quan điểm của Sở Tài chính là phải rà soát để đảm bảo chi hỗ trợ đúng đối tượng thật sự khó khăn, đảm bảo ý nghĩa của chính sách đề ra. Sau khi địa phương báo cáo kết quả rà soát, Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ các đơn vị. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác, kính mời quý vị cùng theo dõi. Để thu hút 300.000 tỷ đồng từ tư nhân vào nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ đến năm 2030, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng mức lợi nhuận từ dự án BOT cần được nới lên 15%, tỷ lệ góp vốn nhà nước có thể lên đến 70% tùy dự án vùng miền. Theo quy hoạch, để đạt được các mục tiêu, nhu cầu vốn triển khai đầu tư các dự án đường bộ cao tốc đến năm 2020 lên 900.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 nhu cầu khoảng là 390.000 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 dự kiến nhu cầu là cần khoảng 510.000 tỷ đồng. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, nguồn cung cá tra khan hiếm, trong khi nhu cầu thị trường tăng, hiện đang càng là yếu tố hỗ trợ mạnh đối với giá cá tra nhiên liệu. Những tín hiệu tích cực từ thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU, tính đến hết quý 1, xuất khẩu cá tra ước đạt 646 triệu đô la Mỹ, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021. VASEP cho rằng thị trường cá tra đang phục hồi sau 3 năm ảnh hưởng bởi đại dịch. Dự báo trong quý 2 năm nay, xuất khẩu cá tra sẽ tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đánh giá từ Cushman & Wakefield Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, nhiều doanh nghiệp trở lại văn phòng sau thời gian dài làm việc trực tuyến đã thúc đẩy nhu cầu thuê văn phòng tăng mạnh. Các chuyên gia cho rằng sự thiếu hụt nguồn cung văn phòng trên toàn thị trường dẫn đến các chủ đầu tư khá lạc quan trước tình hình nguồn lao động quay trở lại làm việc tại văn phòng. Từ đó, các chủ đầu tư tiếp tục giữ giá, thậm chí là tăng nhẹ để trả thuê. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn số 1976 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động, trong đó thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro. Đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hoặc chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng dư nợ tín dụng và chất lượng tín dụng, trong đó tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý. Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 với sự kiện tâm điểm sóng festival Sân Vận động Bách Khoa Hà Nội từ ngày 16 tới ngày 17 tháng 4 sẽ có sự tham gia của hơn 20 tổ chức tài chính ngân hàng với tư cách nhà tài trợ, cùng với hơn 100 doanh nghiệp là đối tác gian hàng trong lĩnh vực công nghệ giáo dục thời trang ẩm thực dành cho giới trẻ. Đây là chương trình được phối hợp tổ chức giữa báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS. Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 hướng tới các mục tiêu triển khai chỉ thị 02 của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, phát triển nền kinh tế số, cập nhật các ứng dụng số trong các dịch vụ tín dụng, thanh toán, tuyên truyền về lợi ích của thanh toán thẻ, thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó khuyến khích khách hàng trẻ sử dụng các phương tiện thanh toán hiện đại thay thế tiền mặt, thúc đẩy người dùng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua thẻ, tài khoản ngân hàng trong bối cảnh hiện nay, góp phần phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ bình thường mới khi Việt Nam đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Truyền thông về xu hướng thanh toán không tiếp xúc, mã QR, công nghệ NFC, công nghệ eKYC, các giải pháp thanh toán tối ưu trong giai đoạn COVID và hậu COVID tổ chức thực hiện hàng năm. Tỷ giá đô la Mỹ niêm yết tại các ngân hàng thương mại hay giá các ngoại tệ mạnh khác giao dịch như thế nào trong phiên ngày hôm nay? Sau đây là thông tin chi tiết. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng hầu hết tăng giá, 22.960 đến 23.018 đồng trên 1 đô la Mỹ. Theo xu hướng tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày hôm nay, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 4 tháng 4 với kỳ hạn qua đêm là 2,09%, một tuần là 2,25%. Mời quý vị cùng đến với những thông tin trên hai sàn chứng khoán trong nước kết phiên giao dịch chiều ngày hôm nay. Thị trường bước vào phiên chiều với tín hiệu tích cực trong ít phút đầu phiên,
khi lực cầu bắt đáy cuối phiên sáng giúp VN Index thu hẹp đà giảm, tiến gần về tham chiếu. Tuy nhiên, chỉ sau 50 phút giao dịch, khi chờ cho lực cầu vừa đủ, bên nắm giữ cổ phiếu đã ra tay, đẩy hàng loạt mã quay đầu giảm, sắc đỏ bao trùm bán điện tử. Với số mã giảm gấp 4 lần số mã tăng, lực bán mạnh khiến bên mua rụt tay, càng làm cho VN Index lao nhanh hơn về vùng 1.500 điểm và đóng cửa mức thấp nhất ngày. Chốt phiên, sàn HOSE chỉ còn 89 mã tăng và có tới 372 mã giảm. VN Index giảm tới 20,55 điểm, tương đương với 1,35%, xuống 1.502,35 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 795,1 triệu đơn vị, giá trị đạt 27.145,4 tỷ đồng, giảm 16% về khối lượng và 10% về giá trị so với phiên ngày hôm qua. Còn trên sàn HNX, chỉ số HNX Index cũng nhích lên đôi chút sau đầu giờ chiều, nhưng sau đó cũng lao dốc và về mức thấp nhất trong ngày do lực bán tăng mạnh. Đóng cửa, sàn HNX có 64 mã tăng và 163 mã giảm, HNX Index giảm 5,22 điểm, tương đương với 1,17% xuống 441,61 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 86,1 triệu đơn vị, giá trị đạt 2.787,4 tỷ đồng. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 188 hủy bỏ quyết định số 34 ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 181 hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022 với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng của các công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông, đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh. Qua rà soát hồ sơ, ba công ty nêu trên đều là công ty chưa đại chúng, không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về các đợt phát hành và chỉ đăng ký thông tin qua cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp của HNX. Ngoài ra, các công ty trên đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động chào bán trái phiếu. Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VSD cho biết trong tháng 3 vừa qua, số tài khoản giao dịch nhà đầu tư cá nhân mở mới ghi nhận tăng thêm 271.619 tài khoản. Lũy kế tới cuối tháng 3, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân đạt gần 5 triệu tài khoản. Như vậy, với 5 triệu tài khoản chứng khoán, Việt Nam đã có 5% dân số đầu tư chứng khoán. Tỷ lệ này vượt mục tiêu mà chính phủ đặt ra 5% dân số đầu tư vào chứng khoán vào năm 2025. Trong tháng 3, tổng giá trị giao dịch ở các nhóm nhà đầu tư có sự phục hồi rõ rệt, tăng 62,55% so với tháng 2, trong đó nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Theo Bloomberg, thị trường chứng khoán Việt Nam đang thể hiện vai trò là nơi trú ẩn an toàn hơn các nước đang phát triển khác. Thị trường Việt Nam đang được hỗ trợ bởi việc mở cửa trở lại thương mại và du lịch, tăng trưởng kinh tế đi lên và lợi nhuận doanh nghiệp gia tăng. Các nhà quản lý quỹ cho biết, VN Index chỉ còn cách 0,4% so với đỉnh cao nhất mọi thời đại và còn có thể leo lên cao nữa bất chấp lạm phát và lực cản từ chiến sự ở Ukraine. Các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp là một trong những lý do chính khiến giới quản lý quỹ lạc quan.